Bà đi, nó khiên bà. Dạ. Bà này là nó ôm cái gọn cái một à. Cái tên của nó là hồi xưa là Nguyễn Văn Học. Nguyễn Văn Học 1 rồi 2 nữa. Rồi bệnh viện này là cũng phải tá thuốc cả tháng á, hồi trước bị anh bị sốt xuất huyết. Em có chị đây không? Hả? Có. Là em thối đi em trai. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Anh lấy đó, cho đi. Dạ, để đây nha chị. Dạ, cảm ơn. Mùi gì thối thối à? Mùi thối thối. Thối thối. Mùi lấy hết đồ chưa? Em lấy hết đồ chưa? Là cái rồi phone em mấy giờ sáng giờ rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn. Đi trời ơi, được em trai này á che dù cho tới nơi tới chốn luôn à, thấy thương quá à. Cô Liên kìa. Cô. Con chào cô. Chào bà đi con. Trời ơi con. Kẹt cô. Để con chạy chim kia ra về. Con chào cô. Cô khỏe không? Dạ. Cô Hồng. Cái này là con. Cái này là cơ dần của ông ngoại. Cho nên tụi con kêu bằng bà. Này bà cô Liên, này là bà cô Hồng. Con nhớ mình lên nhà bà O mà thấy bà cô Vân không? Đây là chị em với nhau đó. Con gửi cô, hai cô nha. Mai mốt bác con về con gửi nữa. Không có đủ loại hết, giống như là há cạo xí mại đồ á. Ở đây ăn toàn là đồ hấp không à, mọi steam, everything steam. Steam nè, all the food là steam. Đồ hấp không à. Hả? Coi chừng cái chén đó nó đổ kìa. À cái chén nó nghiêng. Nghiêng, cái chén nó nghiêng vậy, cái kiểu của nó. Ăn con ấy qua cho hậu con gái con. Trời ơi, nghe con bận mừng nó biết sao không? Dạ. Cứ nói ba mấy con bận gì nó thích gì ha. Thích lắm cô. Con cái gì vậy? Con mời bà, con mới mời bà. Đói rồi, nó đói rồi, tự gì sáng ăn chút xíu là đi mộ đến giờ. Dạ hậu, hậu bà nhớ hậu. Dạ. Bé An là ai? Bé An. Bé An. Là bé Duyên. Dạ. Mấy đồ ăn này có đậu phộng không em? Không không. Ok, tự gì hai đứa này nó dị ứng đậu phộng. Dạ, nó không ăn được đậu phộng. Ai ăn ớt, ăn ớt. Dạ. Hậu ăn đi con. Bà về. Dạ Cường. Cường. Này là cô Liên, cái này cô Hồng. Giống phải nói được giống ba cái con cái nước gì con uống. Uống trà đi. Uống trà đi anh. Trà. Cho ba uống cái gì đây? Ba uống cái gì? Mấy đứa uống cái gì? Ở đây có nước gì? Ăn đi, tại vì sợ đói cho nên uống. Dạ dạ đúng rồi con cảm ơn cô nhiều. Đói quá. Nó là tối đây thế nào cũng đói. Dạ. Cô hai cô cứ ăn tự nhiên nha. Hai cô cứ tự gì tụi gia đình con tự nhiên lắm cho nên sợ cô hai cô bị tiếu á, ăn không kịp á. Em chụp cho gia đình chị tắm được không? Tự
từ sáng sớm 6 giờ phải dậy rồi, dậy rồi đi xuống dưới cho nó mát á, mà cũng nóng dữ lắm. Con càng ngày càng trẻ gì tâm mà tâm. Con mà trẻ hả? Con về Việt Nam là tâm. Khi nào về cũng phải gặp hai cô hết. À kìa, rồi con có gặp cô Vân. Đó, cô Vân trẻ, cô Vân nó bé Trần dễ thương, con nó bé Trần dễ thương cùng Việt Nam. Cho nên là khi nào khi mà ngày mai là con bay về rồi. Ngày mai. Nói anh lấy. Cô thấy ăn đồ ấy nhiều, cô nói cho ăn đồ hấp là nhẹ nhất. Dạ. Ngày mai tụi con đi á, đừng ăn đồ nướng rồi chiên nữa. Dạ. Yeah. Con trai thì giống ai chứ. Dạ, anh trai giống bé. Kỳ này đi nguyên nhà về luôn. Không mặn à, không mặn à. Trời sao tụi con trồng cây giỏi vậy? Dạ. Sao không trồng cây giỏi ghê mía? Dạ. Con trồng không à, Cường chỉ ra là Cường đứng đứng ngóng ngóng ngó ngó cho con quay phim thôi. Dạ, thu hoạch thôi. Con nhận giỏi ghê, trời sao mà cho thu hoạch mấy triệu cho vợ chồng thêm. Con thì con không có rành về cây cối. Cái này đồ tươi bỏ vô đây là hấp lên hấp lên á, đằng đát nữa cái nước nó xuống đây là mình ăn cháo. Đi mua con muốn đó hả? Đó rồi. Dạ, đóng cái cột. Vậy con quay qua cho mẹ với cơ với bà coi. Không phải người trồng cây. Cho nên là mấy bà muốn nói về mình, mấy bà cứ tự nhiên. Tôi để bà ăn chứ quay phim thì sao ăn? Không, cái chuyện ăn đi ăn. Dạ, cái chuyện ăn tại vì sợ con tới thì sẽ đói. Dạ, dạ. Cho hấp trước cái ăn đi. Này hay mà hấp rồi ăn. Hấp xong rồi để ra đây. Dạ. Hậu uống cái nào con? Ăn ngon lắm không? Ăn có nghe đây không? Không có mùi xả. Cái này là bắt đầu tươi á, là bỏ vô hấp, hấp xong mình lấy ra mình ăn. Hấp với cái cháo. Được ăn cháo cuối cùng. À, oh, wow. Vì rồi về cô cũng mời đi ăn cái tiệm giống vậy đúng không? Nhưng mà tự nhiên em bán với chị Châu đồ bận thành ra là không có đi nè. Dạ, đó. Không được. Dạ. Không, đưa ra. Cái gì là em cao. Không? Cô thấy lần cuối cùng đi rời Huế á, là dẫn tụi nhỏ ra mộ bà thăm một lần nữa. Tụi nó thương ông ngoại lắm. Cô cần cái gì cô? À. Tự nhiên đi cô. Cô mời hai cô. Dạ. Đói quá à. Dạ. Chắc tôm nó chín rồi đó. Cá ngon quá trời. Mấy vậy cô teo không được thì con cô nữa. Tôm chín, chồng con nói tôm chín. Này ăn đồ hấp không à ha? Hấp không à, cái nước nó xuống đây cái mình. Lát mình ăn cháo. Cháo nó rất là ngon. Đúng là mấy cha con có mặt. Này có giống sao kia? Có đây nè. Bên cô à có rồi. Coi ai ăn? Ăn cho con. Bò Mỹ đâu? À ba loại bò, thịt bò. Ấy với là bông bí. À. Bằng là kêu những cái món mà bắt trước mai mốt về bên đó bắt trước. Trời ơi rau kìa, dĩa rau hấp dẫn ghê không? Hả? No, it's beef. Nó là sushi. À con làm sushi. À nó là sushi. À đúng rồi. Ăn ấy từ từ con. Mai đem từ từ. Ê, nó cũng nắm thêm thêm. Em theo đi đợi cháu nào nó ăn cơm một cái. Dạ. Con chan nước tương nè, con chấm nước tương ngon lắm á. Nước tương này rất là ngon. Biết mà. Vậy kêu thêm đó đó thịt bò. Cho một đĩa này nữa đi. Gấp đi cháu. Cô hãy cô ăn đi, tại cô ăn đi. Thật sự là tiếp khách cái tự nhiên cái về. Dạ cô ăn không? No, cô ăn chung với con cho vui. Ăn đi. Ăn tự nhiên nha cô. Dạ.
rau gì nếu như rau bước lại. Đây là mâm bí. À rau bí đúng rồi. Dạ có, con có trồng nhưng mà nhà con trồng tốt. Nước kìa, đưa nước tới cho con kìa. Ơi nước ổi kìa, nhìn đẹp ghê không? Để hồng lên đó, để hồng của bé Duy nhé. Dạ. Thank you. Còn đây nè, còn đây. Đây 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 đây, cái này nè. Khác nhau. Cái strawberry mới là của bé An. À vậy hả? À bố nó muốn chụp hình thấy ghê không? Đây bố mà còn điệu nữa. Này là chiên á, chiên da. Chồng con tới ngày chụp chứ. Hay chứ, con lên nhiều cái hay. Rồi, cái này của em, dâu. Cái ly còn cao hơn em nữa. Ok, em về đi. Dạ. Thấy em này lăn xăng. Em lấy xăng. Dạ nó 11 tuổi á. Mà năm nay tự nhiên phát triển nó cao. Dạ năm nay phát triển. Dạ hậu ơi của hậu kìa. Bé ra trường đó, trường 18 tuổi rồi. Bây giờ bà nói chắc 14, 15 rồi. Thằng này 16 nè con. À 16. Dạ này nó cao hơn bố nó rồi. Dạ. Ai vậy đây, chị này lớn hơn hả? Dạ lớn. Chị đó lớn, chị hai đó. Mà tí tẹo à. Nhưng mà cao hơn mẹ cũng ok rồi. Chị đẹp quá à. Cảm ơn hai bà nè. Không kịp tiếng cái gì. Phải chi con tới xong nó để cho tính. Tính đồ cho tụi con. Nè em đổi thử. Dạ đổi á, nó hay xe vậy đó. Nó hay chia sẻ. Có nhỏ hơn. Trên 77. Nhỏ hơn con 2 tuổi. Khoe, đang khoe là trẻ hơn con 2 tuổi. Trẻ 2 tuổi. À. Làm sao bằng cháu tôi được trời. Đó, bởi vậy. Là con đi học chung hay sao đi học chung không có đâu người ta giới thiệu bị dụ bị dụ bị dụ thấy cả cái dụ mà ra lòi ra ba cục vàng cũng đỡ à trời thôi vậy thôi chứ giờ sao giờ nè bánh ướt nè hậu chút nữa hậu ăn bánh ướt nè bánh ướt hải sản nè ồ vô anh quá. À, cái này là sò nè, sò sò ngon lắm á, sò ngon lắm á. Sò sò. Bố mẹ nó khoái ăn đồ biển mà tụi nó lại ít khi nào ăn lắm. Đồ biển nha. Lấy chị làm con. Hỏi là mình sẽ người Mỹ. Nó coi có hiểu tiếng Anh không? Nếu mà lấy Mỹ. Rồi con ăn cái này được nè. Rồi con ăn đi bà, mời bà đi. Ăn đi con, ăn đi con. Cái gì ăn đi con. Có cần cắt ra kìa. Xin y như mẹ xin. Đi tiếng Việt Nam. Em lấy cái muỗng hứng. Cái này là gì cơ? Ba đội Mỹ á, ba đội bò á. Ba đội người Mỹ nãy mình ăn á. À, nó cái loại này khác mà phải không? Cái này là gà. Cái này là gà. Cái này gà hấp. Cái này cô kêu ba đội tính tầm. Chưa tới, từ cái này cô kêu trước rồi. Đó chicken. Chicken. Beef. Không ăn hải sản cái này được. Gà này không ăn được. Không ăn gà được á. Mà về nhà ba mẹ nó cái gì thì con nó. Dạ, tụi nó rành tiếng Việt lắm. Hai cô ăn đi ra đừng bỏ qua con nữa. Dạ. Ăn cơm rồi con gà, gà bà cho gà kìa. Ăn có gà. Có thịt bò nữa kìa hậu. Bò. Bò. Hấp tiếp. À, ngồi cứ hấp vậy là vui vẻ vui tắn ngủ được lâu dài. Cô hồi xưa dạy học. Cô giáo. Ờ cháo kìa, nước nó xuống thành cháo đã ghê không? Nước ngon là vô đó hết trơn à. Chất bổ. Hay xuống là cháo. Bà dành bụng để ăn cháo đó. Chất tốt ở trong đó hết trơn. Rau dạ.
giống như bánh sushi. Này mua anh anh mua cái này về làm ăn không thì nữa, vì quá cảnh nằm rút lắm mua. Dạ nếu mà thấy ăn dạ xôi xôi mà tưởng là bánh su xê. Dạ tụi con ăn gì nữa nè, bò nữa nha, bữa nó no rồi cô ơi. Dạ ăn nhiều lắm rồi đó. Quảng. À, là xôi vậy đó. No rồi cô ơi, đừng gọi nữa cô ơi. Cô ăn đi cô. Nhiều lắm rồi. Sticky rice. You guys want sticky rice? Còn để bụng ăn cháo nữa. À, còn cháo nữa kìa cô trời ơi. Đừng có gọi nữa cô ơi. Nè, sticky rice kìa coi. Ở trong đây nó có cái gì cô? Để mẹ coi. À nó có shrimp thôi. Đây đây mẹ coi nè. Ngon mà con, cái này ngon. Đúng rồi, shrimp thôi. Với lại tiêu. Với là vậy thôi chứ không có đậu phộng. Cái này là bean. Bean. Không có đậu phộng, ăn đi. Con lấy cái muỗng con múc ra. Đặt cho miếng nước vô cho đặt. Ăn đi con. Ăn đi bụi. Ăn cho biết, xôi đó ngon mà. Xôi đó ngon mà. Bây giờ mình ăn cháo nè con. Cháo đi nha. Bỏ vô luôn đi. Dạ. Hai cô thương quá. Lo. No quá rồi kìa bà cô ơi. Nó ăn nó không ăn cháo đâu, no nó ngon quá rồi. Nó coi chừng đổ coi. Cái dạ. Dạ mời 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 mời. Nó ăn nữa nó no quá rồi. Đây, cháo nhìn hấp dẫn quá ha. Dạ. Hai đứa ăn cháo nữa hả? Nó no rồi. Con ơi, vợ chồng con cảm ơn hai cô. Cái đầu về hai cô cũng dẫn đi hết trơn á. Dạ. Tại vì chờ là chờ em nhỏ này nè, thấy em nhỏ này cái lăng xăng đấy thưa. Em nhỏ này lăng xăng em. Bà đi. Trời ơi nó khiêng bà. Dạ. Bà này là nó ôm cái gọn cái một à. Về đây à, thú quắc à. Mồ hôi nó cứ đổ thôi rình nè. Dạ. Cơ rừng của ông ngoại đó. Xe tới sắp tới. Rồi tụi con xin phép cô. Dạ. Nắng lắm, đứng đây đi. Dạ, đứng đây thôi. Dạ. Tới rồi nè, tới rồi nè cô. Ra đây gió mát. Ủa mà cam đó đâu phải. À.
em chụp cho chị ở đây tắm được không, kỷ niệm nè, đứng đây chụp chị lên mấy cái quay vlog hả cô? Dạ. Ồ vậy hả, tao biết dạ. Em nhìn em đó. Hai ba, một hai ba, hai ba, lấy cái tên luôn đúng không chị? Hai ba, hai ba. Hả? Rồi con chào hai cô nha, con chúc hai cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Hai hai cô, bye hai cô. Qua qua đó đi chơi chở. Bye bye.